Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Winner 1/10 2009 chọn full upton kèm một cái hơi thở titan bắt mắt. Đi theo phong cách dạo kiển, một tay chơi xe đã tiến hành cao kéo lại cái chiếc Winner 1/10 2009 để sao cho chiếc xe trở nên hài hòa ấn tượng hơn trong mắt các đối thủ, nhưng vẫn giữ cái nét thần thái nguyên bản mà Honda đã tạo ra. Nhìn vào tổng thể cái dàn đầu, thấy rất nhiều những tiểu tiết nhỏ được thay thế để dùng cái cụm tăng tốc Domino đèn để rút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Kết hợp cùng với bao tay Raceboy làm bằng cái điểm cao su tự nhiên cho cái độ bền cực cao và rất êm ái. Sử dụng trên mình đồng hồ của Sonic 1/10 kết hợp cùng với Kosu Midiba. Đây là gối combo đang được anh em chơi Winner hiện nay ưa dùng. Trang bị cho được Matrix kẹp xương với hành trình 110mm. Đi cùng với 16 nút chỉnh nặng nhẹ chống sàn lắc phần đầu xe khi chạy độ cao. Phần giữa nhám được khoét rộng ra rất nhiều để không gây cả cấn trong quá trình đã đánh lái phần đầu xe. Cái dàn chân trước sử dụng cho mình theo dầu Pando Hybrid đối xứng, kết hợp cùng đĩa Raceboy với kích thước là 260, được bắt vào cái mâm Raceboy 5 cây bản nhỏ thông qua một thất lòng CNC, được nhiệm đen cũng rất là bậc. Cái dàn chân sau dụng cho mình bên đặt Rainbow Racing tích hợp cái bình dầu liền cho chiếc xe trở nên gọn gàng hơn. Phần phát bắt cái trợ lực nối lên cao hơn để hoàn toàn không bị cắt hàng một chi tiết nào, nên rất dễ bị sim khi quá nhàm chán. Trang bị heo dầu Pando Hybrid đã xứng phía sau được xây ngược tự như cái dòng lập phong lớn. Hai thảo dụng cho mình cây bông của Over Racing Titan. Đây là một cái dòng sản phẩm theo công nghệ bản nên có mức giá cũng hơi cao. Ngoại hình đẹp mắt, rất được anh em chơi xe độ ngày nay là ưa dùng. Mặt càng trở nên tuyệt vời hơn khi người chủ kết hợp cùng với của bộ Titan 3 cúc. Cái bộ phận ứng dụng treo sau là cây phục Hardin bình dầu trời, với khả năng đàn hồi cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng, đồng thời cũng tăng thêm độ sang trọng lịch lãm hơn cho bất kỳ những mẫu xe độ đang sử dụng phục này. Và giá của Winner 1/10 2009 hiện nay dao động từ 45 đến 46 triệu 500 đồng, tùy theo từng màu sắc. Mức giá trên chưa bằng thấy ra biển số theo từng khu vực. Z800 độ nhẹ nhàng với cái sự hài hòa thay đổi đáng ngờ. Ta thấy được cái chiếc Z800 ngày nay có một cái sức mạnh mẽ không kém gì những người đàn ông lớn như là chiếc Z1000. Với thiết kế đậm chất thể thao hầm hổ, đặc trưng riêng của cái dòng xe Sherman. Mẫu xe này được nhiều thiện cảm từ đông đảo anh em chơi phân khối lớn ở quốc tế, trong đó có cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Tổng thể chiếc xe được thêm rất nhiều những tiểu tiết đồ chơi đem lại cho em ấy khả năng vận hành linh hoạt, và điển hình như cái cặp heo dầu, cái cặp dây dầu heo ở phía trước được làm chỉ nó bật nhỏ gọn. Mẫu dây này được thiết kế thể bấm ngắt dài tùy theo những dòng xe cũng tiện lợi. Thêm vào đó là cái đồng hồ Kosu P3 để đo đạt một số hiệu năng phụ như báo vôn, nhiệt độ cũng như giờ, hiển thị cái dàn LCD thay đổi không qua một cái nút bấm ở bên cạnh màn hình. Sau khi đã quá nhàm chán với tông màu nguyên bản, người chủ quyết định tìm đến cái tiệm Anh Tuấn Đề Càng để làm mới con chiến mã của mình một cách đẹp tươi lạ hơn, hấp dẫn như vẫn kiểu dáng sim không cầu kỳ. Với những người thợ Đề Càng tại tiệm Tuấn này đã tận dụng lại phong cách tiệm sim và được minh cái phần màu sắc là lấy xám đỏ xanh làm chủ đạo, kết hợp trên ấy thêm chút nổi bật. Những người thợ ở đây đã khéo léo mình lại luôn cái phần dày trước bằng đề can phong cách bon, làm một cái điểm nhấn quan trọng cho tổng thể chiếc xe một chút phong cách. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, subscribe.